một ngày toàn biến tần, chuẩn bị lên đường phụ các bác. 3 ký, 6 ký. Biến tần sinh power. Tần hòa lưới. Biến tần hòa lưới 6 kW. Hàng sinh power này chạy rất ổn định các bác nhé. Hiệu suất chuyển đổi tốt. Hàng nhập khẩu chính hãng đầy đủ COC quy phụ các bác lắp công tơ 2 chiều hoặc làm hợp đồng. Hiện tại thì trong kho của em thì có làm sẵn các cái model là 3 kW và 6 kW. Cả hai model đều có bám tải các bác nhé. Hiện tại thì EVN nó siêu có giá nên là hầu hết anh em đều lắp bám tải. Còn khi nào mà có lắp được công tơ 2 chiều mà có giá mới rồi thì anh em có thể bỏ bám tải ra. Này toàn biến tần. Biến tần hòa lưới trên xe tủ khác.